Bây giờ là khoảng 5 giờ kém 10 sáng ngày 7 tháng 6 nhá. Mình đang có mặt tại phố Phạm Ngọc Thạch này. Bắt chuyến xe buýt về bến xe Mỹ Đình. 5 giờ sáng. Ngoài đường vắng không có người luôn. Rồi. Chờ xe 26 đi về nhá. 5 rưỡi có xe. 5 giờ 19. Bây giờ 6 giờ mình ở trên xe rồi, mình chuẩn bị hành hành đi xuống VinFast nhá. Đã tầm khoảng tiếng nữa chúng ta sẽ đến VinFast. Mình đang xếp xe số 1, còn đây là xe số 2 là 29B1303 này. Đây sân Mỹ Đình đây. Má ơi, đi bộ gần chết từ xe 26. Nó lại đỗ tiếp dưới chợ rồi. À, các bạn Twitter đây. Mình kia một bạn nữa. Trên nó sẽ thấy ít bạn nữ thì chọn bằng sau rồi. Thường mình đi các cái chip này mình sẽ ngồi bằng sau rồi, nó rộng. Thấy làm mẹ gia đình ngồi trên kia trên mệt. Mọi người sẽ được một bữa tea break ở đây nha mọi người. Đây mình sẽ quay cho mọi người xem các món này. Đây VinFast rất là chu đáo, chuẩn bị rất nhiều cái phần bánh ngọt và trái cây cho mọi người khi bắt đầu buổi tham quan sự kiện này nhá. Đấy, các bạn rất là chu đáo luôn. Và đây hội trường đây này. Trường thì sau đó bọn mình sẽ từ xe bọn mình sẽ quý vị, và trước khi mà chúng ta cùng nhau đến với hành trình tham quan nhà máy VinFast thì sau đây chúng tôi xin được mời ông Nguyễn Tiến Thành, giám đốc của cái bạn hàng xóm khác của chúng ta là cái bạn Thái Lan, và tốc độ của họ rất nhiều các cơ quan bằng xe creator đi làm ở Việt Nam này. Thì phải nói một cái kiến thức về âm nhạc và âm thanh thôi. Thì đối với Oliver thì âm thanh hình ảnh đó là hai ngôn ngữ đã quen rồi và đã có mặt ở đây, tức là mình biết là mình sẽ được tạo ra một chương trình đó. Nếu mà coi đây là cái brief từ phía khách hàng chẳng hạn thì cái brief này rất là rõ ràng. Hai anh đã phát biểu và nghĩ là các bạn đã hiểu rồi. Đấy là câu chuyện cái sức mạnh. Đây là khu vực lái thử của VinFast nha mọi người. Vẫn còn cái phong của cái sự kiện 23 tháng 5 này. Nhưng mà sự kiện đấy là của bên VinFast Thái Lan nhá. Hôm nay thì đây, các bạn vệ của bên Twitter. Rất nhiều các bạn trẻ nhá. Các bạn này là YouTuber, TikToker nhá. Riêng mình thì lọt vào đây. Chào các bạn nhé, ngày hôm nay thì mình sẽ lái thử VF5. Con này thì ở sự kiện tháng hành trình xanh tháng 7 tháng trước thì mình cũng đã thử rồi. Và đây là lần thứ 2 mình trải nghiệm VF5. Rồi, thao tác đầu tiên nhà anh ơi. Anh ơi, thì con này là dạng số tự động, dạng nhúng xoay ấy, thì mình sẽ dùng nhúng xoay mình xoay ấy. Mình đạp phanh, mình xoay sang phải nó sẽ là D ấy. Xoay sang trái sẽ là R và xoay về giữa là số mo. Mình xoay, anh xoay khỏe rồi. Anh xả tay nữa, dạ vâng. Anh hơi nhấc một nhiều một chút ạ. Nhả đúng không? À vâng, nó sẽ tự nhả. Ờ, thế là bạn Tuấn đi sẽ trải nghiệm nha. Rồi. Anh đã từng trải nghiệm xe điện chưa nhỉ? Chưa. À dạ, anh chắc xem toàn một điều chỉnh ghế đúng không em? À, xe ghế chỉnh điện nhỉ? Ở bên hông. Anh đẩy thẳng lên phía trước của nó sẽ làm được. Chân ga chân phanh ok cho anh. Không mềm ngồi đây mình rộng này. Anh đang trải nghiệm dòng xe xăng nào rồi anh nhỉ? Lần tư dư. À. Mình chơi lùi một tí ấy nhỉ. Đạp phanh là vào rồi ấy. Giống một xe số tự động bình thường. Không khác gì. Để chân ga chân phanh. Vậy. Anh đã trải nghiệm qua dòng xe điện nào cho anh? Em trải nghiệm qua cái VF9, VF8 rồi. À dạ. Trước này thì sẽ tưởng tượng về cảm giác lái mọi thứ. Anh điều chỉnh vị trí ghế của mình ấy. Lái có cao một tí. Tầm nhìn sẽ thoáng. Vâng. Chân ga chân phanh ok chưa anh? Ok. Vâng, gương hai bên ạ. Ok. Vâng, mình đạp và phanh vào đây nhé. Bấm đúng rồi.
ok anh. À, anh thắt dây toàn giúp em ạ. Ờ, xin lỗi lái em nắp thắt dây an toàn này. Thế nào ok chẳng hết. Sai gì. Bắt đầu mình trải nghiệm VF 7 nha các bạn. Bản này bản plus đúng không? Vâng, bản plus. Thực sự thì thông tin VF 7 mình không nắm được nhiều lắm. Tại vì mình chủ yếu quan tâm đến các dòng giá rẻ như VF 3, VF 5 thôi. Nên là cái thông tin về con này thì sẽ có bạn bên Vin sẽ hỗ trợ nhá. Rồi bắt đầu chúng ta thử hành nhá. Vâng, anh đạp phanh vào. Vào cho con này nó quay đi. Phanh tay nó chỗ nào? Đây ạ. Phanh tay điện tử à? Đúng rồi, anh cứ vào đây sẽ tự nhảy. Anh đạp phanh. P này. D. Rồi. Thôi chúng ta đi nhá. Đầu tiên là thân vỏ này. Mình vừa đi tham quan hai xưởng là xưởng lắp ráp và xưởng khung vỏ. Đây khuôn viên trong nhà máy VinFast này. Mình đi xe buýt to nhé. Và nhà máy đi xe buýt nhỏ hơn xe Gol, vì đây đi xe to. Xe này dùng xe buýt ở Hà Nội thôi. Cánh đồng mênh mông này. Hay à. Đây quay đằng sau thì dễ nhìn hơn là cái đằng trước. Dễ phát đấy. Cái xưởng mà rộng rộng nhất này chính là xưởng lắp ráp này các bạn. Trong nhà máy thì đủ các loại xe luôn, xe tải, xe của Vin, xe Beat, xe máy, rất nhiều các xe của các phong binder cung cấp linh kiện nhé. Đó là container này. Đây là những cái xe lôi để kéo vận chuyển hàng hóa nhé. Đó là xe cầu lâm. Chỗ này là xưởng khuôn mẫu nha mọi người. Mọi người vẫn gọi vui là xưởng đất sét đấy. Thực ra bây giờ người ta dùng in 3D được. Mình đang quay ở sau xe buýt đấy. Chiều bọn mình sẽ không đi được ngày nữa mà sẽ tập trung quay sản phẩm. Hôm nay mọi người đang gói mèo rồi, 12:30 rồi. Nói chung là trong khuôn viên nhà máy của VinFast này thì rất là thoáng đãng, rất là sạch. Bố anh em nào thì mình sợ rác rồi đúng không? Đây ra bình bao. Chỗ này không có. À, để thử góc khác. Nhà màu xanh xanh xưởng gì đây? À chỗ này đi về hội trường rồi. Chỗ này là hội trường chính thôi. Đưa xe vừa khách này. Mà sẽ thấy có chữ VinFast này là từ cổng chữ cánh chim đi vào sẽ là cái nhà này nhá. Hội trường, hội trường. Chúng ta ngày hôm nay của bọn mình ăn trưa sẽ có đây. Sẽ có khá nhiều món nhá. Khai vị ở chúng ta sẽ có nộm xoài xanh bò khô, súp gà, ngô non. Món chính chúng ta sẽ có 5 món là cá vực chiên giòn với mắm me, gà nướng tam hoàng, gà tam tơ nướng muối ớt, bò hầm tiêu xả kèm bánh mì, cải chip nóng nung cô, cơm trứng, cơm chiên trứng, cơm rang đấy. Và chè thập cẩm tráng miệng nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 món và 8 món là tráng miệng nhá. Có logo của VinFast luôn này. 1 này, đây là nộm hoa chuối.
thịt quay, cá chiên giòn 3, nước đá 4, giấy ăn 5, nước lọc 6, bát 7, đũa 8. Rồi mới lên được 2 món nữa là bánh mì với là canh gì nha anh em. Sốt, nước sốt. Không biết nhà hàng nào nấu đây. Thôi mình ăn nhá, chiều còn tập trung làm việc nhá. Rồi chiều sau khi ăn trưa xong bọn mình sẽ di chuyển ra đi để ghi hình VF5 và VF7 nha các bạn. Đây đoàn đây. Các sếp ban giám khảo cũng đi chung một chiếc xe buýt nhá. Đây rất nhiều người. Ban giám khảo rất là hot nha. Rồi mình sẽ quay nhà máy các bạn xem nhé. Đây là chỗ kia là bãi xe kìa. Bãi xe của nhân viên hoặc là khách đến sẽ gửi đấy nha. Đây là cổng cánh chim này. Đây là một cái địa điểm rất là nổi tiếng đấy. Bãi xe khách. Đó. Quay này nó hơi ngược nhưng mà thế nó mới chất. Đây là đường bao nhà máy này. Đằng trước thì hơi khó quay. Rồi chào các bạn nhé, ngày hôm nay bọn mình sẽ quay clip về VF7 nhá. Bạn này của team mình đang quay TVC. Thì mình sẽ lấy luôn cái thông số của bạn nói để làm clip nhá. Nói chung là những anh em creator mới này thì chưa có nhiều kinh nghiệm quay các sản phẩm ấy. Thì đây là cũng lần đầu tiên anh em mình team work với nhau nhé. Thật sự thì để nói một cái thông số xe đối với các bạn mới thì rất là khó nhưng mà tiền này mua mà. Lương 10 triệu vẫn mua được ô tô. Demo để xe có phanh, check có phanh. To đấy, nói to càng tốt, to bắt mic. Em thấy quay được đấy, tiếp này, shot 2, đứng đâu nhỉ? Đổi, thay đổi. Đúng rồi, ra cánh cửa ấy. Cái tay nắm này, cái tính năng đấy như nào mà mọi người phải... Bây giờ chưa cần. Đó chính là VinFast VF7. Đấy. Cái này á? Nhạc này cũng được. Đấy là đầu rồi. Đấy là đầu rồi. Đấy là đầu rồi. Đấy là bây giờ định xe vào đó này. Cái đấy thì nhân nhân xe nhiều này. Ôi, bọn mình đang về nhá, đang ở cổng chào của VinFast đây. Sáng mưa quá, không quay được tí nào luôn. Đây, chiếc xe đưa đón bọn mình đây. Đây, cái hội trường mà test VF3 đây. Cái bãi này chính là bãi test VF3 nhá. Chính là bãi này luôn. Nói chung là cái thời điểm này thì mọi người cũng thấm mệt rồi. Trưa nắng, đứng quay tạo sáng nói. Mệt thì cũng mệt nhưng mà khá là vui nha. Rồi mình sẽ cho các bạn đi tham quan ở bên này nhá. Các bạn nào mà chưa đi vào nhà của VinFast thì mình đi tham quan một chút. Đây là cái tiếp khách nhá, trong này rất là mát. Đây hội trường đây. Có một căng tin ở trong này đây. Có chương trình gì nữa căng tin này của Highland nhá.
buổi trưa là ăn ở đây này. Đấy, còn cái khối này dành cho Stark này. Đây, bàn Reception Lễ Tân đây. Các bạn rất là điềm nở luôn, xin được park wifi thoải mái. Sáng là bọn mình họp ở trong sảnh này, chính là cái hội trường này đây. Và trong này thì có đỉnh cao nhất của VinFast rồi, Flagship VF9. Nói chung là bọn mình chờ sắp xếp để đi về thôi. À quên, đi ra khách sạn chứ, chưa về. Tại vì tối còn có chương trình gala dinner nữa. Đây, tranh thủ mình ra quay vài shot ở nhà máy cuối, còn tí đó, xe di chuyển về khách sạn là không có quay được đâu. Sáng mưa quá, không thể nào ghi tác nghiệp được. Rộng lắm anh em ạ, đi bộ thì chắc là cũng best rồi nhè đấy, nhưng mà đại khái là cổng cánh chim đằng kia nhá. Kia cổng cánh chim. Tí nó xe ra thì mình sẽ cố gắng quay nhá, mình sẽ ngồi đằng sau quay cái cổng cánh chim này. Rồi, đây chính là cổng cánh chim của VinFast đấy anh em. Đi từ đường cao tốc vào đây. Đấy. Anh đang chụp đấy. Nào. Ui dồi, tôi đang quay. Rồi, đây chính là nhà máy VinFast nha các bạn, cổng vào luôn. Mọi người ra xe về rồi. Đây view ngoài khách sạn bọn mình ở đây. Bạn nhìn thấy logo của VinFast chưa? Thì chỗ này nó là trong Vincom Plaza nhá, tổ hợp của nó luôn. Mặt này là Vincom. Mặt này chính là khách sạn Sheraton đây. Đây. Trên tận nóc này luôn, bọn mình ở tầng 6 nhá. Rồi mình sẽ view cho mọi người về cái phòng mà mình ở khách sạn Sheraton với chương trình The Great Tour VinFast nhá. Mình ở phòng 607. Đây. Khách sạn này ngẹn trang cũng vắng rồi. Về Sheraton nhá. Hải Phòng 5 sao nhá. Đây, mình ở phòng 607 đây. Mình ở cùng một cô em nữa, xe của VinFast nhá. Nhưng mà ăn đi đâu xong mà cô em lại đi uống cà phê rồi. Mình tìm mình trả cho ông nào xuống đi cả. Thôi. Đây là tắm trước này. Đấy, bệ xí các kiểu này. Điện thoại này. Giấy vệ sinh này. Có hai cuộn cơ. Còn đây là phòng tắm này. Phòng tắm. Có hai khăn tắm thì mình tắm lúc đi ăn rồi. Đây. Ngồi xem các kiểu đây. Đây là ba bình nhựa tắm này. Rồi gội đầu đây là bình nhựa. Nó biết được bình gì luôn. Mình tắm này. Mình có thử tắm lúc nãy rồi thì mình thấy cái nước ở đây khá là, nó có cái mùi thuốc tẩy nhá. Có mùi thuốc tẩy. Đó. Thế là nó nước cũng không nóng lắm. Cái tiếng xèo xèo này mình đang làm cái bồn để tắm sục anh em, cho nó relax. Nước cũng không nóng lắm anh em. Nước không nóng lắm. Còn đây là cái nước uống này này. Có trong này có nước uống để trong nhà xí. Đang có 3 chai nước uống nhá. Đây một chai này. Nếu mà thiếu quá thì đun nước pha trà ở đây. Cái này chắc là miễn phí đấy. Cái trà là miễn phí nhá. Đây, trà miễn phí đây. Một cái bánh mì đang ăn dở. Đây, tủ quần áo. Con này chắc là đựng đồ. Chẳng có gì đâu. Đây, băng kéo đây. Để áo choàng với là két. Có... À đây, quần áo từng cua em. Quần áo từng cua em. Có tủ lép nhá. Wow. Đây là tủ lạnh này. Mình đang để bánh mì đây anh em ạ. Nếu mà sáng đi cứ với bạn bánh mì luôn. Không có nước gì nhá. Rồi đây là tivi. Điều khiển tivi này. Cái ví thằng cua em. Kính của thằng cua em đây. Sách đèn này. Đèn này bật cửa đéo gì nhỉ? Đèn này bật cửa gì? Không biết cái đèn này bật cửa gì luôn anh ạ. Từ đi ăn nước bánh mì đã. Vừa quay vừa ăn chứ.
Ôi trời ơi, năm sao. Buổi tối thì nhìn lung linh bãi đạt từ sáng. Ống thông gió đây. Cái này là bơm. Cái hệ thống này mình đoán chắc là hệ thống kiểu hút mùi, à hút gió thông, gọi là thông phong, nó kiểu cho nó đỡ bí ống sàn. Đây motor bơm của nó đây. Chỗ này thì nhìn được một góc tòa của Hoàng Huy Group nhé, của bác Hạ. Bác Hạ này bác có sẽ có trên chứng khoán là sẽ có mã HSTCH nhé. Những này cũng khá nổi tiếng rồi. Anh em lái lượn cũng kinh. Dưới này là đường cao tốc này. Thứ hai chỗ này thì mình quay cao vẫn nhìn được đường ấy. Nhưng mà không ổn. Rồi bọn mình bắt đầu vừa ăn sáng với ở khách sạn Sheraton nhé, với team VinFast nhé. Buổi sáng ở khách sạn Sheraton mình sẽ quay các bạn xem một chút về chúng ta sẽ có gì ở khách sạn Sheraton nhé. Rồi chúng ta sẽ ăn theo kiểu dạng buffet nhé các bạn. Đầu vào sẽ có cốc tai này. Bên này là khu đồ uống này, sẽ có cà phê và trà đây. Đấy, rất nhiều các hãng trà. Không có rượu. Rồi đây là nước nóng này để các bạn có thể pha trà này. Nước bình thường này, cái này như là sữa trà, sữa nguyên kem, sữa đậu nành, sữa ít béo này, và đây là nước để tót nha mọi người, nước cho mình thấy là nước dứa này, còn đây là nước cam này, chỗ này là khu nước ép nha, cái bình thì này hay, đồ món thì nhiều nhưng mà mình chỉ thích ăn hoa quả, có một ít về ngũ cốc này, bạn nào đi tót thì chắc là thích ăn cái kiểu gì này, thế này là cái quên mất tên lái gì rồi, một số loại mứt này, trứng bắc thảo này, hạt điều này, dưa chuột này, những cái bánh nhỏ nhỏ đó, cháu nghĩa là ăn mốt một quả roi với là một cốc cà chua thôi. Rồi phần view thì bọn mình sẽ được nhìn ra một cái quảng trường như này nhá. Thế ra nó có bốn mặt cơ, tí nữa mình sẽ quay mặt bên kia nhá. Bên này có một quảng trường này, có vài chiếc xe VinFast ở dưới đây, hai chiếc VF5, một con VF8 ở dưới nào. Chỗ kia vẫn nhìn thấy mấy cái cần cầu đặc trưng của thành phố cảng. Khu biệt thự liền kề này thì thấy như bỏ hoang hay sao? Khu biệt thự liền kề này thì như là không khai thác này. Đi ra bể bơi nha, quên mất anh ạ. Lần đầu thì không mang quần đây phải bơi như thế này nha. Chào anh em nhé, tan tim mình thôi nhá, kinh kinh pháp mà ta đi lên đây cho mọi người xem cái bơi ở Sheraton nhé. Bể bơi ở tầng 5 nhá. Ông này ăn no quá giờ chịu không hiểu chuối. Bơi tầng 5 đây, quay cho mọi người ở tầng 5 nhé, view viết thế nào. Đây các cái sảnh gì đây, bơi tầng này chủ yếu toàn các ông đội VinFast nữa. Rồi ta đang ở khách sạn xây ra tầng vào buổi sáng thì không sao, mình bắt đầu đi về, anh em bắt đầu lên xe dần này, chia tay nhau bắt tay hẹn gặp lại nhưng mà không biết bao giờ. Đây mình vẫn ngồi ở khoang cuối này, đây Hải Phòng,
kết thúc hành trình của VinFast. Ngày thứ hai là chủ yếu đi ăn chơi đó, rồi bể bơi đó kìa. Nói chung là không đi được nhiều Hải Phòng, ngày hôm nay thì dậy cũng muộn, ăn sáng rồi hết sự vẻ, ăn sáng rộng 9:15 rồi. Xe này là xe đi Long Biên vậy, Long Biên thì xe thì anh em đi khá là ít.